đoạn để coi như là nở mặt nở mày cái lối sống trần riềng bữa nay, cái vui hoa cái trời quá đất vui. Và cảm ơn thứ ba thứ tư nữa đó là cái một cái người Việt kiều mà từ Mỹ về đó là chị Nguyên, từ bên Mỹ về mà một cái người Việt Nam mà yêu mến nghệ thuật cải lương, yêu say mê, rất là yêu mình, ngồi mình coi mình rất là thấm thía. Cảm ơn chị rất nhiều, chị đã dành cho cái bộ môn nghệ thuật cải lương từ cổ chúng em rất nhiều. Và cảm ơn tất cả rất nhiều vào liên tục chương trình nam nghệ sĩ Minh Hòa và cùng nam nghệ sĩ Âu Thiên Phú trích đoạn cuộc trích đoạn cải lương sông Hùng sức trận. Xin quý vị hãy cho một hai nghệ sĩ tụng cổ chúng ta một tràng pháo tay rất lớn. Nghệ sĩ Minh Hòa và nghệ sĩ Âu Thiên Phú. Và đây ca cần sông Hùng Phước Trần xin được phép bắt đầu. Hùng ta xuất hà,
Dạ, cảm ơn chị. Dạ.